chuyện cuối tuần. Ngày nay á, mọi người vẫn nói với nhau bây giờ là cái thời của cái đẹp lên ngôi. Vì ngày nay mọi người thu hút nhau bởi cái bề ngoài nhiều hơn. Bạn phát hiện ra tốt nước sơn nó nhanh dữ lắm, bạn nhìn cái trực quan, nhìn bằng mắt thấy liền. Nhưng mà tốt gỗ nó phải đòi hỏi sự thấu cảm, quan sát thì chuyện đó nó hơi lâu. Mà người trẻ thì thích hưởng thụ nhanh, thích thấy kết quả nhanh. Thì đối với em, cái đẹp không phải là một cái gì đó để mình tìm kiếm. Đó là cái lý do vì sao mà em chọn vợ em. Nghe có vẻ hơi hay dễ trân à? Hơi dễ trân. Tại vì rõ ràng người ta đầu tiên có thể thấy lý do các bạn đến với nhau là vì hai bạn đều trẻ và đẹp. Cho nên nếu như em đang nói tốt gỗ không, chẳng lẽ em trừ cái phần nước sơn của chúng Huyền Thanh ra như vậy có vẻ hơi thiếu công bằng. Đón xem chuyện cuối tuần, phụ nữ tốt gỗ hay tốt nước sơn, được phát sóng vào lúc 21:30 thứ Bảy, ngày 1 tháng 5 năm 2021 trên VTV9.